Tại chốt kiểm soát dịch bệnh 12A, các lực lượng đang dựng lại lều bạt, sắp xếp lại các vật dụng công cụ hỗ trợ bởi mưa gió đã làm ẩm ướt. Khó khăn vất vả là thế, nhưng những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn vững vàng trong cuộc chiến vừa chống dịch vừa chống bão. Các lều bạt và đạp của những hộ dân dựng lên thì đều đã bị đổ và một số thì bị tốc mái. Còn được tình hình đó thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương và một số các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn đã kịp thời đưa các xe tải và các xe khách chuyên dụng để đến hỗ trợ cho lực lượng cắm chốt, đảm bảo là có chỗ thực hiện làm nhiệm vụ. Ở trên xe thì chúng tôi cũng có thể là quan sát được tất cả các xung quanh để quản lý được cái khu vực mình phong tỏa. Trước đó vào đêm qua trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn, đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát phong tỏa của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác. Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm cho các lán trại nơi phục vụ chỗ ăn ngủ nghỉ ngơi cho cán bộ chiến sĩ trực chốt bị thấm rột, có nhiều lần bị tốc mái. Để ứng phó với tình hình mưa to gió lớn, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa kiểm soát dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tĩnh đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, bọc thêm bạt ngăn nước chống thấm, răng néo ra cố lán trại cho chắc chắn hơn. Luôn làm hết sức mình để bảo vệ được bình yên cho nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh một cách sớm nhất. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, các địa phương triển khai hỗ trợ các lực lượng ở các điểm chốt bằng việc bố trí xe buýt làm nơi trú trực cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đến 22 giờ tối 12 tháng 6 đã có 30 xe buýt xe khách đến chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi cũng huy động thêm cả tổ chức và cá nhân để tăng cường thêm cả nhân bạt dân sự ở ngoài để tăng cường thêm cho cái chốt để tránh cái gió to những mưa lớn. Rồi còn huy động các cá nhân và các tổ chức có những phương tiện xe tải, các phương tiện xe khách để cùng hỗ trợ cho các chốt để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay, công an các huyện đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia trực tại các chốt, khu vực phong tỏa, điểm kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào ra. Thời tiết khắc nghiệt cộng với mưa to gió lớn, nhiều cán bộ chiến sĩ mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ, nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần làm việc. Các cán bộ chiến sĩ công an Hà Tĩnh sẽ còn nhiều đêm thức trắng căng mình vì nhiệm vụ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vững vàng tại vị trí chiến đấu để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh được tốt nhất cho nhân dân.